Thịt cái lỗ lớn cái con máy mại là mày đừng đổ lỗ lại đào lỗ quốc mà ba họ tắm trong đầu lớn đi thôi thì từ trên cao thịt ra xuống dưới đi từ bắt cuối đến khoa đầu tiên đến xuyên đều bị ngủ gần ra đi con cho cái bên lỗ bắt con đi mơ đi khỏi đừng mở lỗ cho đi cái lỗ mướt được ướt đi đến ra đi cho đến sáng đi tháng ngày thì chỉ lỗ mướt xuống lỗ to đi con lỗ cho đi cho lớn con đi ý mại là đầu mó như kiểu chó hàm xương bố mày thịt mày nó kiểu dương cung bắn xuống đi lúng túng chó đứng trên đi đứng trên non năm hót thì kiểu khiến thoát như bố mày đây tao đã bảo rồi con mại mà thêm đi chữ ban chữ khoa mình to trên đi chữ o mình to phải biết xúc quần chó hiệp cầm thủ nó khoan thì lăng thang như con đi không nhà thì gần ngánh chửi bố thì hùng cái thằng xe đi lên xe đi cho đến sáng đi mà không chắn chắn lồn con đi ý mại là mày lên đi thì phải đi như bố mày mà đi từ mùa thu qua hạ thì sạ sạ đi trường hạ đi đông thì lớn nhưng mà con không xác thì lại lên chưa bắt thì ra mình đi con năm thì cho đi kiểu lớp nóng cho không chỉ đi kiểu đến như con khói rồi thì đồ sôi như cả tổ như lai thì bằng hai tay như thằng chu bắt tới thì kiểu đến mới thằng tôi không bị kiểu lớn như quan thế em một tát thì kiểu bốn tát thì bạch tinh thì kiểu thằng tinh như chuột tinh thì dài đi kiểu đi đánh thằng bố mẹ nhà mày đang cầm bùi sóc lọ mày nghe rõ chưa hả liếm mại là mày đi ôi lên chiến xuống để ạ cái lồn mạnh có phải lồn nhấp bê tông lồn đạp cũng vẫn lồn phát lá đa lồn xả xin lồn khít bồi châu lồn khâu sải chó lồn bò sải ngựa cái lồn mạnh có phải đây mà cũng vẫn dậy nhảy xích xin như con hiến vi có đứa con bi chị mày lấy con bịt nhau về cho bú bồi sải ngựa bờ khám xin đầy mua mút phôi thằng ông ngoại con cao ve quái thai con nó lách mồm thối con lồn công cộc con lồn rộng 12 con lồn sành cái đá vít vã thủy tinh bịt với cái mu lồn con bi mạnh nhà mày cái lồn một tạ cái lồn nổ dạ cái vông một lồn tông bóng rổ lồn ổ bóng bằng lồn sàng lồn sao nồi cháo đang sôi nồi xô đang chín 1 2 3 bố một thằng bọn khí công bố cái tông cái mu lồn cái con bi mạnh nhà mày hay để có thể thích con bi mạnh nó kiểu anh hùng một kiếm thịt cái mang nhanh hùng xa lộ thì đồng hồ như bằng pháo hoa thịt kêu sang như hoàng châu cái cách thịt tần tạch như bắt thằng văn kiểu bố mày bỏ cái thằng tài xanh nó cầm mấy con sa banh nó mổ nó xẻ nó chẹt tan cái lồn mạnh mày ra đúng không chưa khôn thì mất tiếng cảnh ra người khôn thì nói chuyện dịu dàng dễ nghe cái con bí mạnh mà bảo không nghe bố mày cầm cái que bố mày chọc ngắt hai cái hạt ra là mà hai cái khe mép lồn cái con bí mạnh nhà mày cái con mẹ có phải ngồi dưới gốc ba mà vừa la mà vừa hát mà từ cầm cái bao mà tát vào lồn cái con răng gỗ đứng ở chỗ đầu làng vàng hoàng mà lát lồn dây to sầm bên tao bế con bí mạnh nhà mày lên tao ví như là gõ thẳng cống ngang đường như đó là đất phẳng hai tay hai cẳng đá thẳng một cái mu lồn cái con bí mạnh nhà mày nước dưới cống rãnh mà vòi sống sánh mấy đại xương cầm sắp thì bà bác đại thiên vương cố mới cầm cái đầu của bố quận ngang bóng chết cái con bí mạnh nhà mày nghe chưa hay để tao bịt cái con mẹ mà từ đỉnh phát xi phăng mà tăng súng bằng tè mà bịt nghèo bịt ngửa bịt cho con bí mạnh có kiểu thằng cố cũng không thôi tao bịt cái con bí mạnh mà tận vào Quảng Bình mà bịt bắt thì nhìn vào ngày em bố địch tăng hoang cái lỗ lồn cái con bí mạnh mà trốn về Tây Nguyên bố địch Trường Liên về Đà Lạt bố địch oan tạc vào Sài Gòn người ta bảo cái thằng Lý Thông hồi nó lại lấm lông nó chạy lông nha lông nhông nó tông một cái mu lồn cái con bí mạnh nhà mày cái lồn con bí mạnh nhà mày ngục tổ ngục tôm ngục lồn quạt chất sắc trong đầu máu lồn lên cái mic ăn không lên miệng nói không lên lời bố mà cho cái thằng bát mang người rơi nó mật cái đội bầu vàng của thằng chu bắc nó sới tông tiêu hai cái mu lồn cái con bí mạnh nhà mày lên đúng không hay để có bị cái con mẹ phải kiểu gắt trời con núi địch thối ông đạn địch vào nó đi tìm vít vô tuổi xuân địch dùng mình ra nước địch nước lên trời địch sặc người như hoàng đế địch bóp nét cọng lông lồn địch cho hồn bay lên mây địch lay động cả núi rừng địch lừng lẫy cả giang sơn địch lên tên như chó dạ địch mệt mài cho làm thắng địch rách quát màng trinh để một tay cố một cầm cố một tay cố một cầm đinh đóng cờ linh đinh đinh cố gõ lại cái màng trinh cái con bí trị nhà mày ra đúng không cái lồn mẹ nhà mày theo kiểu có đức tự tử như sư tử khúc của lồn quê em như cầm con kem sọc của lồn con vợ địch con mẹ sờ bồi thằng anh địch thằng ông đang lồn con chị như con gì làm tình với chú các loại mày quỳ xuống mà cú cuồi lưỡi tặng cho anh em tao thôi nghe chưa cái lồn mẹ nhà mày đứng giữa bầu trời trong xanh bao la bao la khát vọng của con bí mẹ em được làm phò cả họ nhà mày làm súc vật theo chân thằng bố mày tâm thần lồn mẹ mày ra ma để phố mày cầm cả cái chai bố mày quại và hai cái mu lồn cái con bí mẹ nhà mày con mẹ nhà mày đi đục đến các mẹ trẻ của mày này bố mẹ thì mày bằng ba mươi sáu cái bò sáu mươi tuổi pháp bảy mươi tuổi lắc hai mươi sáu cái phần người đến hàng xa tây út đứng một khuôn đi chân tặng đi cho lộc con đĩ mẹ là mày xin xuống cho con đĩ chị nhà mi tinh tướng đi nam thì dặn đi sáu mươi chín mình xin một bốn người tư phổi đi trụ lông lồn trong năm nay đi cho lộc đi khi lộc muốn đi thẩm một con mồm ông cố nội cố ngoại nhà mày đi mẹ nhà mày con lại đi mày bằng ba mươi sáu tuổi đứng cửa năm đi trăm năm có một đi trụ lộc ta đi ra lộc mắt đi thắp con đĩ con mồm chưa biết con lồn đi đứng như ngồi đi rồi đi dập đi ngập bố cho đi con ra món phải con đi 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 cho tới sáng đi bảy giờ dặn hắn đi quan đi chờ đi khách đứng danh mình nhanh như tuổi đi tối ngày ngày đi đêm đi lên đi xuống cam ve thì nằm ngửa gáy chửi thì nằm ngửa anh em tao khiêng cái lồn con đĩ mẹ nhà mày lên sang cho lòi óc tiên sư bố cái thằng trời đánh thắng bất tích cắn bố mày đúng không cái loại ngưng sinh học bất si tồn của máu lồn mà thanh nước lã mày có cô nam cô bắc mà nhai đi nhai lại như chó nhai xương như giường nhai chướng như thiếu tình thương như vương tình dục như cục sức châu như nồi rượu mộng nhất là cái thằng ăn mày đi cầy như mấy cái thằng nông dân lồn con đĩ mẹ nhà mày hàng tạng hàng cân bố địch cần quan tâm bố chỉ lao xuống sạch bố dập vào lồn cái con đĩ mẹ nhà mày thôi địch mẹ mày cái loại thức vật đầu thai mà không ai dạy bảo làm chó lấm lồn mút lồn qua tháng mũi bụi qua năm 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 bổ bổ tâm nổ một sổ lấm lồn tâm phi vào mồm cái con đĩ mẹ nhà mày cái thằng đầu mùi cuốn dậy đít trẻ làm đôi nước vô tình từ ngàn năm trôi mãi đời con mẹ mày mãi mãi cũng chỉ là cao ve lồn xe mà ngăn nhúng lúng xuống như lồn mèo muối dẻo như bánh bèo kéo dài đến đời sau lúc ăn được quá lâu thì bị địch đã giã lồn đóng tre em khe lồn đóng móc cái loại lồn trâu lồn chó lồn báo thì mang lồn thằng tôi diện đồng nghĩa không làm được thật sợ lồn cả nước khe lồn cả bựa lồn lồn thì xin gì như thì cái lan bố mà chạy ra lan ca bố đất tan nát thì xin chậu ở hậu môn cái con gái mẹ ở nhà mày hiểu chưa địch mẹ ở nhà mày hay mẹ thích bố mày địch mày cho tôi tin lắm bắt bộ đi đồ sộ thì tôi ông sẽ kia đi lưu đình như không kiếm hợp bất kỳ giải thích nhưng bà có nhận được âm thầm như tao cũng chỉ đi dính như cô gái đôi lăng thì là bóng như một bậc thần kiếm thì tiến triển như mua đất quyền trưởng thì ấn tượng như thương kiếm thuyền đao voi chính ngà mà gà chính cựa ngựa chính hồng ma ta lại bảo cái thằng cam mau đầu nó ba cái trong tóc nó công cái móc một sắc người tay lồn con đĩ mẹ ở nhà mày lên địch con mẹ mày theo kiểu âm dương minh khí mà địch lý chính như thoái loạn nhà văn địch lăng tăng sóng lỗ bởi bến đi lên trên thiên đàng thì bằng hoàng được xuống hoa đi con mẹ mày ồn ào có khách trong đêm tối đi cho con đĩ chị để mà không có lối đi về địch ấy chờ đi lồn chuyển nước mà địch mà mượn đi xuống bắn rơi con đĩ từ mùng ba mà qua thằng tám đi thành sáu như ba con sẻ đi đứng đánh như không có sách địch lại lắc như lý tiểu long địch hình hoàng như có bằng như sóng đi bay bổng như trong sóng đang quay địch ngày này mà qua ngày khác thì chắc bắt cái mu lồn cái con gái mẹ nhà mày ra mày nghĩ mày là ai mà chỉ là cái thằng ăn mặc đáy khai cái thằng dễ rách làm mũ tao người gái và bắt con mẹ mày quỳ xuống mũ gái.